Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em lại về tiếp được một cái con iRobot Roomba mã Brava ZM6, một con chuyên lau nhé, chuyên để lau nhà. Đấy. Đây là cái con cao cấp của hãng iRobot Roomba, đỉnh cao của công nghệ lau, vừa lau vừa phun, hàng gần như là mới 99% ạ, phun hộp luôn nhé. Để nói bảo là mới thì nó hơi quá đáng, nhưng mà gọi là mới 99% thôi. Full hộp luôn, tất cả linh kiện, mọi thứ. Nên hộp xốp nhé. Tình trạng máy, năm sản xuất con này là 2021, như mới tinh các bác ơi. Như mới tinh nhé. Đẹp không tì vết, đẹp hơn hoa hậu. Này, bình nước này con này. Đấy. Nó cho nước vào đây, nó vừa phun vừa lau luôn. Đây là cái mắt phun nước này các bạn này. Con này thì công nghệ kết nối điện thoại, vẽ bản đồ, lập trình tự động, tự lau. Rất hiện đại. Hết pin, tự về sạc. iRobot Roomba các bác có thể check con này thoải mái nhé. Con này hiện tại đang bán mới vào khoảng 15 triệu. 15 triệu các bác ạ. Đấy, rất đắt luôn nhé. Giá em bán thì chưa đến một nửa đâu. Đấy, nhưng mà tình trạng gần như mới. Sản xuất năm 2021 các bạn ạ. 2021 nhé. Đấy. Như mới tinh luôn. Cực đẹp. Đốc sạc này, đế sạc. Bộ này cắm điện 220V hay 100V đều ok hết ạ. Như mới các bạn nhé. Chiếc này em bán là 6 triệu 8 nhé. 6 triệu 8 bảo hành 3 tháng cho các bác luôn. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu lấy các ba lô nhé. Chiếc này thì đã có một bác khách hàng đặt rồi, em sẽ về thêm tiếp các chiếc nữa. Nên là gọi là lên sóng cho các bác xem. Còn rất đẹp luôn. Chuyên lau. Con này là cao cấp của thằng iRobot, hãng iRobot này, cao cấp. Đặt lắm ạ. Chào các bác.